Hi, xin chào các bác. Đến với video ngày hôm nay thì cửa hàng ngày một xin được tiếp tục giới thiệu đến với các bác, đó chính là những cây búa các bác nhé. Về búa thì bên em đã có hai loại như thế này. Một bên là những cái búa dành rất là phù hợp đối với các bác làm thợ hàn, các bác làm cơ khí. Đấy, một đầu các bác có thể dùng để gõ này, để đóng này. Một đầu thứ hai để các bác có thể gò những cái mũi hàn. Đó. Thứ hai nữa là một cái cây búa, một phần là đóng, một phần là cái đầu sừng dê để các bác có thể nhổ đinh. Đó. Rồi. Những cái cây búa này là của Tuncen các bác nhá. Hai bốn cái cây búa này là của Tuncen. Và Tuncen thì các bác cũng biết rồi, Tuncen là một cái thương hiệu của Trung Quốc. Các cái sản phẩm của họ được xuất đi chủ yếu những cái nước ở châu Âu. Vậy nên chất lượng của nó các bác hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì ở những cái nước châu Âu những cái kiểm định của họ rất là nghiêm ngặt, đúng không ạ? Vâng. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu về cái cây búa lớn nhất này. Một cái cây búa, một phần đầu để đóng, một phần đầu là cái sừng dê để các bác có thể nhổ đinh này. Đây. Cái cây này trọng lượng của cái phần đầu búa các bác nhá, phần đầu búa là 16 ao. Vậy thì tại sao họ không ký hiệu là gam hay kilogram? Bởi vì những cái dòng sản phẩm này họ xuất đi chủ yếu những cái nước ở châu Âu, vậy nên là ở châu Âu họ hay dùng những cái ký hiệu như là ao, không dùng ký hiệu như ta là gam hay kilogram. Đấy, như ở đây là họ ký hiệu là 16 ao. Và một ao này bằng khoảng tầm 28,35 gam các bác nhá. Đấy, tức là cái phần đầu búa này, phần đầu búa thôi là 16 ao, còn cái phần cán này chưa tính. Đấy, đây một cái cây búa đóng của Tuncen, các bác nhìn thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cái phần đầu búa thì bóng loáng này. Đấy, rất là đẹp, rất là hoàn thiện đúng không ạ? Đó. Cây nhỏ này là 8 ao các bác nhá. Cây này là 16 ao, còn cây này là 8 ao. Đấy. Đây này các bác này. Cái phần đầu búa được gắn vào cán cực kỳ là chắc chắn các bác này. Đây. Đấy. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó. Rồi, còn về cái phía cán của cái cây búa này thì được làm bằng nhựa cứng. Và ở phía tay cầm, tất cả những cái cây búa ở phía tay cầm của Tuncen thì đều được bọc cái phần cao su như thế này. Đây các bác có thể quan sát thấy nó được bọc cái phần cao su như này, cầm cực kỳ là thoải mái. Có cái lỗ để các bác treo. Và những cái lỗ các bác có thể quan sát thấy là những cái lỗ họ khoét trên cái phần tay cầm này. Đó, các bác có thắc mắc là cái lỗ này để dùng để làm gì đúng không ạ? Tất cả những cái việc mà họ làm ra đều có cái công dụng nhất định của nó. Ví dụ như cái lỗ này, cái công dụng của nó là khi các bác đập một lực đúng không ạ? Thì cái lực chấn động nó phản lại tay của ta. Vậy nên là khi các bác sử dụng trong cái khoảng thời gian lâu thì tay của các bác sẽ cảm giác nó rất là bị mỏi. Vậy nên là những cái lỗ này này, nó sẽ giúp giảm đi đáng kể những cái lực chấn động của việc đập nó tác dụng vào cái tay của người sử dụng. Đấy. Vậy nên là việc sử dụng những cái cây búa này của Tuncen thì các bác sẽ ít bị bỏi tay đi phần nào đúng không ạ? Và ở cái phía cán của cây búa và ở cái phía đầu của cây búa thì họ thiết kế cũng cực kỳ là thông minh, cực kỳ là tốt. Đây, các bác có thể thấy là cả cái cục này được đúc nguyên khối, được làm bằng thép. Trông rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, và cái phần đầu đóng họ làm quyết như thế này để làm gì ạ? Để mà khi các bác đập đấy thì toàn bộ cái trọng lượng của cái cây búa nó sẽ dồn vào cái điểm đóng này. Đấy, vậy nên là lực của người sử dụng sẽ sử dụng rất là ít đúng không ạ? Đây, khi các bác chỉ cần gõ nhẹ như này thì là toàn bộ cái trọng lượng của cái thân của cái cây búa nó sẽ dồn hết vào phần này. Đó, họ làm quyết như vậy là cái có một cái công dụng rất là tuyệt vời các bác nhá. Đây, cây này cũng thế. Đấy. Rồi, về cái cây 16 ao là cái phần trọng lượng của cái đầu búa. Mã sản phẩm của nó là 25030. Mức giá ở cây búa này cực kỳ là rẻ, chỉ có 105.000 cho cây búa 16 ao của Tuncen này. Cực kỳ là đẹp, rất là chắc chắn. Và cái cây nhỏ hơn 8 ao này là mã sản phẩm là 25028. Mức giá chỉ có 76.000 các bác nhá, 76.000. Đây. Đó. Rồi, ngoài về cái cây búa đóng vào cái nhổ đinh, có cái sừng dê để nhổ đinh này, thì về những cái búa bên đây nó sẽ rất là phù hợp đối với các bác làm sắt, các bác cơ khí, các bác làm thợ hàn. Đấy, các bác có thể quan sát thấy là cái búa của Tuncen làm cực kỳ là đẹp. Đó, đây. Một đầu này để các bác có thể đóng này, và một cái đầu dẹt này để các bác có thể gõ các mũi hàn. Cầm cực kỳ là thoải mái các bác, cầm rất là thoải mái. Đấy, tay cầm cũng được làm bằng nhựa và bọc cái phần cao su, có các cái lỗ này. Đấy. Rồi, về cái chiếc búa gò này, mã sản phẩm là 25002.
Cái đầu của nó, cái đầu của cái phần búa là 300 g thôi nhá, 300 g cho cái chiếc lớn này, 300 g cho cái phần đầu búa, còn phần cán là họ chưa cộng vào đấy. 25002 búa Hàn, búa gò. Chiếc này có giá là 73 ngàn thôi con nhá, 73 ngàn cho chiếc búa như thế này. Đây, được họ làm rất là đẹp, được cái phần sơn này thì được làm nhám này, được làm nhám đấy, được làm nhám, và ở phần hai đầu của búa thì được họ gia công rất là tỉ mỉ rồi. Có hai với về mỗi loại thì có hai kích thước để các bác lựa chọn đó. Cái cây nhỏ này chỉ có 64 ngàn các bác nhé, 64 ngàn cho cái cây nhỏ này rồi. Vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến cho các bác đó chính là những cái cây búa cực kỳ là tốt của Tôn Sen, mức giá thì lại rất là hấp dẫn. Cảm ơn các bác theo dõi video này, các bác đừng quên bấm like và theo dõi kênh YouTube của Nghề Mộc để có thể xem những video review test máy sớm nhất cũng như là những video giới thiệu sản phẩm như đây ạ. Cảm ơn các bác và hẹn các bác ở video tiếp theo.